Sala Entertainment và U-Star Productions xin giới thiệu vở thời kịch nổi tiếng Giá Cổ Hoài Lan chỉ với một đêm diễn duy nhất tại San Jose lúc 7 giờ tối thứ Bảy 6 giờ tháng 8 tại Rạp Hát California Theater. Giá Cổ Hoài Lan là vở thời kịch về tình gia đình, tình quê hương, tình vợ chồng, tình bạn, ẩn chứa nỗi niềm của những người Việt tha hương. Giá Cổ Hoài Lan luôn cháy vé trong suốt 20 năm qua với sự có mặt của các nghệ sĩ Thanh Lộc, Hiểu Châu, Lương Thế Thành và Tường Vi, MC Thanh Tùng. Giá Cổ Hoài Lan mở màn lúc 7 giờ tối thứ Bảy 6 giờ tháng 8 tại Rạp Hát California Theater Downtown San Jose. Vé từ 35 đồng trở lên. Hiện đang có bán tại Paloma Cafe và Center Video. Mọi chi tiết về bảo trợ và đặt vé xin gọi ban tổ chức 408-646-9211, 408-646-9211. Judy xin thân ái kính chào khán thính giả của đài truyền hình Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay Judy rất là hân hạnh mang tới cho quý vị một buổi talk show rất là thú vị và hấp dẫn. Và hai người nhân vật mà Judy muốn giới thiệu cho quý vị ngày hôm nay, Judy tin chắc rằng khi mà nhắc đến tên của hai anh thì hầu hết những người Việt Nam sống tại Việt Nam và cũng như là sống trên những nước khác nói riêng đều phải nhắc nhớ đến hai anh ít nhất một lần qua những vai diễn để đời của hai anh. Và Judy hân hạnh mang đến cho quý vị vở Giá Cổ Hoài Lan duy nhất tại San Jose với sự có mặt của nghệ sĩ Thành Lộc và nghệ sĩ Hữu Châu. Xin kính chào quý vị, xin kính chào Judy. Dạ em chào anh. Xin chào quý vị. Dạ em chào anh. Dạ, lần đầu tiên tái ngộ với lại khán thính giả San Jose với vở Giá Cổ Hoài Lan thì em biết là để phải chuẩn bị cho Giá Cổ Hoài Lan đi qua Mỹ thì em có nghe phong phanh là mình mất gần cả năm rưỡi để mà chuẩn bị cho cái show này. Thì em muốn hỏi là tâm trạng của anh Lộc khi trở lại tái ngộ khán thính giả ở San Jose thì anh thấy như thế nào với cái vai diễn mà phải nói là gắn liền với tên tuổi của anh trong suốt hơn 20 năm qua? Xin được chia sẻ cái tâm sự của mình cùng với Judy cũng như với tất cả quý vị khán thính giả. Đây là lần thứ ba Thành Lộc quay trở lại San Jose nói riêng và với khán giả ở Hoa Kỳ nói chung. Lần trước thì với vở kịch Hợp Đồng Bánh Thú hai lần đều cùng với một vở diễn, nhưng mà đó là một cái vở hài kịch. Lần này quay trở lại lần thứ ba thì với vở kịch Giá Cổ Hoài Lan là một vở chính kịch, đồng thời cũng có một chút xíu bi kịch trong đó. Với cái lần này thì tâm thái của Thành Lộc lại có phần hồi hộp hơn. Yeah. Bởi vì đây là một trong những cái tác phẩm mà đem lại tên tuổi, góp phần thêm cho cái uy tín cho cái hành trang nghề nghiệp của mình. Cho nên khi mà mình đem cái gọi là một cái báu vật của mình, yeah, để trình diễn cho quý vị khán giả xem thì bao giờ mình cũng luôn luôn có một cái cảm giác là không biết quý vị sẽ đón nhận cái món quà tâm huyết từ trái tim của mình như thế nào, yeah, nồng nhiệt hay là không. Yeah. Bởi vì xin thưa với quý vị là phải nói là cái vai diễn ông Tư trong vở Giá Cổ Hoài Lan nó góp phần rất lớn. Nó giống như là một cái bước ngoặt để cho khán giả ở trong nước, giống như là một cái sự khẳng định cho một cái quá trình sự nghiệp của mình. Yeah. Để khẳng định mình có một cái chỗ đứng rất quan trọng trong trái tim của quý vị khán giả ở tại quê nhà. Cho nên cái đó là cái mà đã Lộc nó làm như một báu vật vậy. Một đó báu vật. Cho nên mà mình muốn đem cái báu vật đó ra để mình trình làng cho, yeah, quý vị khán giả ở hải ngoại thì cái đó là một cái cảm giác nó vừa hồi hộp, nó vừa sung sướng, nó vừa hạnh phúc mà nó cũng có một chút xíu bất an bất nữa. May là anh Lộc anh đã qua 3 lần rồi đó quý vị, mà anh còn cảm thấy hồi hộp như vậy thì em không biết là anh Hữu Châu với lần đầu tiên xuất hiện ở San Jose thì tâm trạng của anh hồi hộp tới level mấy vậy, anh mức độ nào? Đây là lần đầu tiên tôi qua nơi đây tôi biểu diễn để phục vụ quý vị khán giả ở San Jose. Thì thật sự mà nói trước đây mấy bữa cũng hơi lo. Dạ. Bởi vì đối với khán giả tại quê nhà đó thì mình đã biết hết khán giả thích gì, khán giả cần gì. Còn đây là lần đầu tiên đi nên cũng có cái lo lắng là không biết quý vị khán giả có đón nhận cái vai diễn ông Năm trong Giá Cổ Hoài Lan do Hữu Châu đóng hay không. Thế lo thì lo, và chỉ biết bấu víu nghĩ một điều rằng là
thôi thì mình sẽ cố gắng hết sức mình để xem như là một món quà lần đầu tiên ra mắt tặng hết quý vị khán giả. Cho em hỏi một câu dí dỏm thôi, là ông Tư và ông Nông thì ông nào lớn hơn ông nào? Ông ngày đời thì ông Tư lớn hơn ông Năm. Ở trong vở kịch thì ông Năm lớn hơn ông Tư, lớn hơn về chiều cao. Dạ, thì cho em hỏi là cái mình có khó khăn gì không anh? Khi mà mình phải thu xếp công việc ở Việt Nam để mà qua đây để mà diễn một cái show Thành Lộc In America 3 như vậy. Thật ra thì cũng có khó khăn đó. Lộc sẽ được nói nghiêng về yếu tố nghệ thuật một chút. Về cái vở kịch Cổ Hoài Lan thì thật ra tính đến năm nay thì nó cũng đã được 18 năm rồi. Cho nên cái câu chuyện kịch nó so với thời đại bây giờ nó cũng có hơi lạc hậu. Cho nên tuy nhiên cái câu chuyện kịch nó xảy ra vào những thập niên 80. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20. Đó. Cho nên có khi cái câu chuyện mà chúng tôi kể lại ở đây đối với quý vị khán giả ở tầng lớp trẻ trẻ mà người ta hay nói là thế hệ 9X hay là 8X vậy đó. Có thể sẽ chưa có cảm nhận được là hồi xưa do cái bối cảnh lịch sử của người Việt Nam mình nó có những cái thay đổi như thế nào và nó có những cái hoàn cảnh ra làm sao, thì có khi bây giờ những cái câu chuyện đó có khi chưa hẳn đã được thuyết phục. Cho nên khi chúng tôi đem cái vở kịch này ra thì chúng tôi phải tái dựng lại và chỉnh sửa lại rất là nhiều. Cái xung đột của những nhân vật trong kịch nó chỉ chung quy trở về cái xung đột mang tính văn hóa của hai cái không gian khác nhau. Và cái xung đột đó là cái xung đột chính. Còn có nghĩa là mình sẽ thay đổi một tí xíu trong cái Già Cổ Hoài Lan tại Mỹ này so với kịch bản ở Việt Nam. Đúng vậy. Cái tiết tấu sống của nhân vật ở trong vở kịch cũng nhanh hơn là cách đây 17 năm, để cho mọi người xem nó không có mệt, nó không có buồn ngủ. Những câu thoại cảm thấy không còn phù hợp nữa, chúng tôi mạnh dạn lược bỏ nó đi để chúng ta đi vào những cái gì xúc tích nhất. Nhân vật ông Năm hồi xưa cùng đóng với Thành Lộc theo suốt 17 năm á thì là Việt Anh. Bây giờ là Hữu Châu. Thì nhưng mà cái này thì tôi nghĩ là nó sẽ là một thử thách đối với Hữu Châu, nhưng mà nó lại là một sự thú vị đối với quý vị khán giả. Bởi vì Hữu Châu sẽ có một bản diễn hoàn toàn khác với Việt Anh ngày xưa cách đây 17 năm. Cho nên nó sẽ có một sự thú vị rất là đặc biệt. Riêng đối với Lộc á, Lộc chỉ với A rồi cũng cảm thấy hưng phấn và thú vị cả. Và quý vị sẽ thấy là Lộc với Châu sẽ có một cái sự gọi là cái gì ta? Ăn ý. Người Việt Nam mình thì có một cái từ ngoại lai là ăn sam. Ăn sam. Đúng không? Là nó cũng sẽ rất là thú vị. Là kết như sam, rồi dính như sam và cũng hợp như sam. Là như vậy. Nhưng mà anh Châu đó thì với cái vai diễn ông Năm này đó, thì cái kỷ niệm hoặc là cái khó khăn gì khi mà anh nhận cái vai diễn này, mà sau khi anh Việt Anh đã diễn nhiều lần rồi? Cách đây 2 năm thì khi mà bên sân khấu nói là sẽ dựng lại vở diễn này thì đạo diễn Vũ Minh mời tôi vô vai ông Năm, là vai của anh Việt Anh ngày xưa. Thì thật sự mà nói, tôi có xem anh Việt Anh diễn, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng là vai đó là vai của anh Việt Anh. Vẫn là vai của anh Việt Anh, vì đã thành công cách đây 17 năm rồi. Thế thì giờ tôi nhận lại tôi diễn thì nói gì thì nói, có những cái ở anh Việt Anh diễn tôi thấy cái nào hay tôi sẽ giữ. Còn có những cái hay của anh Việt Anh mà phải đúng chất của anh Việt Anh làm thì mới có duyên. Tôi làm thì không được. Cho nên tôi cố gắng mình làm theo cái kiểu của mình. Mà nó không có phá đi toàn bộ những cái gì, cái đường dây tính cách của nhân vật, cũng như sự phối hợp với anh Lộc trong vai ông Tư. Tôi chỉ cần cái cảnh mà ông Tư chết, tôi nghiên cứu, tôi suy nghĩ cái cách tôi ôm như thế nào. Tôi chỉ cần một cái cách ôm đó thôi, và tôi đã tìm cách tôi làm cho được. Và cái cách ôm đó là được khán giả tại quê nhà gặp tôi thì họ hay khen cái đó lắm. Là với tư cách là một cái nhân chứng lịch sử, tức là mình diễn với cả hai người nghệ sĩ, thì lúc đầu thì tôi cũng có một cái sức ép là chà, mình quen diễn với anh Việt Anh rồi, bây giờ không biết mình diễn với anh Châu có hợp ý hay không. Trước đây thì diễn với Hữu Châu rất nhiều vở diễn trước đó rồi, thì ăn ý rồi, nhưng mà cái này chưa chắc. Bây giờ mình chỉ sợ là cái ấn tượng của mình với một cái người bạn diễn trước đó nó quá mạnh. Nhưng mà bây giờ thì nói tới đây thì không lẽ giờ bạn bè khen nhau thì cũng kỳ.
Cứ khen đi anh, khen đi. Phải nói là Hữu Châu đã có một cái bản diễn hoàn toàn khác hẳn. Và khi diễn với Hữu Châu, chính là tôi phải cảm ơn Hữu Châu, là bởi vì Hữu Châu cho tôi một cái bản diễn khác hẳn, cho nên là cho tôi một cái sự hưng phấn khác hẳn. Mà cái đó nó giúp cho mình không có bị lặp lại cái mình đã làm trước đây. Đó, cho nên nghệ thuật vốn dĩ nó là như vậy mà. Một cái nó là nguyên tắc xuất phát từ bản thân, đó là một cái từ chuyên môn ở trong nghề của chúng tôi đó, thì cũng là một cái nhân vật đó, nhưng với người này nó sẽ được trình diễn kiểu này, với người kia nó sẽ được tái hiện qua một hình tượng khác. Đó là sự kỳ diệu của nghệ thuật diễn xuất. Lúc nãy Judy có hỏi là khi chúng tôi đi như vậy thì có những khó khăn gì hay không, thì nó có một cái khó khăn khác ở nhà là như thế này, thưa quý vị. Hiện nay tại quê nhà thì tôi và Hữu Châu cũng là một cái bộ đôi ăn ý với nhau trong một cái vở kịch mà chắc quý vị có nghe những cái thông tin từ quê nhà thì chắc cũng biết là đó là vở kịch Tấm Cám. Online nghe thấy hết anh. Biết hết. Tấm Cám đang là một cái vở kịch đang rất là hot vô cùng ở quê nhà. Cho nên khi mà hai đứa tụi tôi mà đi đó thì vở kịch ở nhà phải tạm thời đóng cửa, không diễn được. Thì quý vị khán giả ở nhà thì cũng không có dịp để xem. Nói tới đây thì tự nhiên bỗng dưng có một ý nghĩ thoáng qua là không biết Tấm Cám có qua đây được không? Qua được hết. Và cũng hy vọng thì Judy tin chắc rằng sau buổi talk show này thì quý vị đã xem chương trình cũng như là quý vị có thể xem lại chương trình sau cái buổi talk show này, quý vị đều phải công nhận với Judy rằng nghệ thuật rất là nhiều ý nghĩa và nó mang tới cho chúng ta những cái tâm tư tình cảm mà chúng ta không thể nào có thể nói ra được ở cuộc sống bên ngoài. Một lần nữa em rất cảm ơn sự có mặt của hai anh trong buổi talk show ngày hôm nay. Và em tin chắc rằng Dạ Cổ Hoài Lan với hai vai diễn mới mà anh Thành Lộc và anh Hữu Châu sẽ đem đến cho quý đồng hương của San Jose nói riêng và tất cả mọi người ở đồng hương ở đây sẽ có một cái đêm diễn rất là thú vị và thấm thía. Không biết em có nên dặn khán giả mang theo nắp kinh không anh? Để mặt lòng nước mắt không anh? Tôi nghĩ nghệ thuật là một cái cầu nối để kết gắn mọi tâm hồn lại với nhau. Hữu Châu và Thành Lộc rất mong sẽ còn nhiều dịp được hạnh ngộ cùng với quý vị khán giả tại Hoa Kỳ nói chung và tại San Jose nói riêng, để chúng ta có một điểm chung, đó là nghệ thuật khai sáng tâm hồn con người.